Ôi, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay anh em tôi đang có một chuyến đi về tại Kinh Môn, Hải Dương để khảo sát thiết kế cho gia đình anh Dũng một mẫu nhà lô phố 2 tầng. Thì sau đây xin mời các bạn sẽ xem cái quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại khuôn đất của gia đình nhà anh Dũng tại Kinh Môn, Hải Dương nhé. Vâng, và sau đây tôi xin giới thiệu khuôn đất của gia đình nhà anh Dũng tại Kinh Môn, Hải Dương. Thì khuôn đất của anh Dũng thì toàn bộ ở đây là từ đây qua là 6m và chiều sâu nó là 16m. Thì trong khuôn đất này gia đình anh muốn làm một cái mẫu nhà lô phố, thì trước mặt là sẽ có hệ thống cấp điện cấp nước này. Và khuôn đất của nhà anh Dũng thì là nó khá là vuông, thì ở sau lưng của anh Dũng thì là nó sẽ có một phần là ao, và cái phần ở sau lưng của anh Dũng thì là anh sẽ chừa đi khoảng tầm 50 phân. Đấy là cái mương thoát nước chung của toàn bộ cái hộ dân ở đây. Thì trong khuôn đất này thì anh sẽ muốn làm một cái nhà lô phố khoảng tầm 2 tầng, và mỗi tầng nó khoảng tầm 75m². Đấy, hệ thống cấp điện cấp nước thì sẽ ở trước này luôn. Mình xin giới thiệu khuôn đất của gia đình nhà anh Dũng tại Kinh Môn, Hải Dương. Thì khuôn đất của gia đình nhà anh Dũng thì nó sẽ nằm trong cái diện tích như sau. Thứ nhất là cái bề rộng mặt tiền của gia đình anh thì nó sẽ rơi vào là 6m. Đây là bề rộng mặt tiền của gia đình anh. Bề rộng mặt tiền của gia đình anh là rơi vào 6m. Chiều sâu nó sẽ rơi khoảng 16m các bạn nhé. Chiều sâu của gia đình anh. Thì trong khuôn đất này gia đình anh muốn làm một cái mẫu nhà lô phố 2 tầng thì theo kiểu hiện đại và vuông vức, và toàn bộ cái cửa của anh thì lại sẽ làm bằng cửa nhôm kính hết, tại vì ở đây gần nhà máy thép Hòa Phát cho nên rất là bụi. Ở chỗ này có một phần ao đây, ở chỗ này có một phần đất ao các bạn nhé. Và cái hướng hành chính là anh muốn quay ra đây là hướng 40 độ đông bắc. Thì khuôn đất ở phía trước của anh là 6m. Anh muốn làm là sẽ cao lên là 3 bậc. Đấy, anh sẽ dẹp ra một khu vực này. Đấy, anh sẽ dẹp ra một khu vực này, nó sẽ là một khu vực để xe. Đấy, các bạn lưu ý cho anh đây, trước này 2m là khu vực để xe, giống như trong cái tờ giống như trong cái thông tin thiết kế tôi đã mô phỏng rồi. Chỗ để xe và cái khu vực để bố trí làm sao cho nó hợp lý cho gia đình này. Thank you.